Hôm nay là 24 tháng 6 năm 2016 và tôi đang tôi đã hoàn thiện được cái bộ hoành phi cơ đối để sắp chuyển vào Sài Gòn cho một khách hàng. Và đây là đôi cầu đối, một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và được chạm rất là kinh bông tinh xảo, mẫu long hóa. Và đây còn đây cũng là cuốn thư long hóa hết sức tinh xảo với bốn chữ ẩm hà tự nhiên. Cô bảo không, thế bảo là mấy mã số thì không bảo, chị bảo là không, em ạ, không cần gì, có gì thì chị cháu đi học thì chị bảo dặn nó sau. Chị anh mà, nhưng mà Liên nó có vào đâu. Thì ai đấy thì đăng ký trước, không chứng minh thư hộ khẩu của chị thì chị ở nhà thì chị đang quay trong xưởng cho nên là nó ánh sáng có vẻ không đầy đủ lắm. Biết được, bảo là cá vợ cá chồng có vợ. Nó nhiễu đấy, hôm nay xuống có thấy gì đâu. Điều nhất thì rất là tinh xảo, tôi không cần thuyết minh vì gì thêm nữa. Để kết thúc cái clip thì tôi cũng xin báo cáo là vẫn còn đang tiếp tục, chúng tôi đang tiếp tục làm ra cái bộ cuốn thư câu đối nữa. Quý khách có nhu cầu xin về đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và để cho mát mẻ không khí thì chúng ta sẽ dừng mắt ở tại cái guồng nước này. Chúng tôi cái xưởng nằm cạnh cái một cái con máng rộng, một cái ao rộng. Thank you.